Này thiện hiện, bốn niệm trụ, vô sở trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng vô sở trụ, không của bốn niệm trụ, vô sở trụ, không của bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của bốn niệm trụ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không vô sở trụ, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng vô sở trụ, không của pháp môn giải thoát không vô sở trụ, không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của pháp môn giải thoát không không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Vì chẳng phải không có tự tánh thì chẳng thể nắm bắt được, nên pháp có sở trụ. Này thiện hiện, pháp không nội vô sở trụ, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng vô sở trụ, không của pháp không nội vô sở trụ, không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp không nội không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của pháp không nội không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy. Này thiện hiện, thánh đế khổ vô sở trụ, thánh đế tập diệt đạo cũng vô sở trụ, không của thánh đế khổ vô sở trụ, không của thánh đế tập diệt đạo cũng vô sở trụ. Vì sao? Này thiện hiện, vì thánh đế khổ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, thánh đế tập diệt đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của thánh đế khổ không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, không của thánh đế tập diệt đạo cũng không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Chẳng phải pháp không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, có chỗ trụ vậy.